nữ 1974 giáp dần cung mệnh cung đoài nạp âm đã khê thủy một hợp kỹ hôn nhân không nên kết hôn vào năm 24 26 30 36 38 42 tuổi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kết hôn với người tuổi giáp dần mậu ngọ canh thân nhâm tuất quý hợi cuộc sống hôn nhân bình thường kết hôn với người tuổi bính thìn canh tuất bính ngọ cuộc sống hôn nhân khó khăn, kết hôn với người tuổi kỷ mùi, ất sửu, quý sửu. 2. Hợp kỵ tuổi làm ăn, tuổi hợp, giáp dần, mẫu ngọ, canh thân. Tuổi kỵ, ất mão, đinh tỵ, tân dậu, đinh mão, kỷ tỵ, kỷ dậu. 3. Tuổi hợp kỵ tổng quát, tránh năm tam tai. Đối với tuổi theo năm sinh cụ thể còn phải tính nếu không hãm thọ tử thì mới được. Các tuổi phạm là tuổi thân tí thìn gặp dần mão thìn tuổi dần ngọ tuất gặp thân dậu tuất tuổi tý dậu sửu gặp hợi tý sửu tuổi hợi mão mùi gặp Tỵ ngọ mùi tránh năm kim lâu. lấy số tuổi âm lịch chia cho 9 lấy số dư ngoài số 1, 3, 6, 8 những năm phạm kim lâu tránh các tuổi phạm địa sát họ tử hoang ốc năm 20, 22, 25, 31, 34, 43, 40 tuổi. Ngoài ra còn phải tránh hạn thái tuế theo năm sinh như người tuổi giáp dần đến năm canh dần phạm thái tuế. 4. Hướng tốt theo bát trạch. Hướng chính tây đoài được phục vị ở vị trí canh. Hướng đông bắc cấn được phúc đức ở vị trí dần. Hướng tây nam khôn được thiên y ở vị trí mùi thân. Hướng tây bắc khảm được sinh khí ở vị trí tuất hướng nhà cổng cửa bàn thờ giường nằm cửa bếp chính tây canh đông bắc gần tây nam mùi thân tây bắc tuất hố ga nhà vệ sinh bếp nấu chính đông ất chính bắc nhâm quý